Xin chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video test về con DAC Marang LA7004. Con này máy gồm có sách khiển và phụ kiện. Và con này không có cục Bluetooth nhé. Con này máy được màu đen, mặt quỷ. Máy rất đẹp. Đấy, chỉ có một vết chỗ bên trái thôi. Nắp lưng này, nắp lưng rất đẹp này. Như trên hiện tại là em đang để đây input này, để USB là cổng kết nối laptop, là kết nối laptop qua đường USB. Em bấm play. Bây giờ em sẽ chuyển sang chế độ giải mã đường quang. Này. Digital in OPT. Bây giờ em xin test đường đường kết nối coaxial. Thì em sẽ lấy cổng quang à cổng cốt từ con HeyMedia Q10 Pro lấy đường số. Và em sẽ lấy màn hình để em chơi nhạc số. Đấy. Em rất nhiều đồ test. Chơi nhạc ổ cứng luôn này. Đấy, ổ SATA có rất nhiều. Thank you.
test đường iPod này. Kết nối iPod. iPod đây. Đang load đình. Đấy, nhận rồi này. Đấy, vào bài hát này. Bài hát này. Khi bác dùng iPod thì các bác có thể ấn nút lách trên bài hát thì iPod nó cũng chuyển bài này. Đấy. Đấy. Có thể tốt này, không chạy này. Thì bác lại ấn vào đây. Và cái hay nữa là của con Marang này là kết nối laptop PC bằng đường dây USB. Digital USB. Đó. Và em sẽ bật play. Đó. Kết nối đường số này. Đó.